trân châu nè. Mẫu chuyện này là coi như là con sấu nó ăn thịt người ta mà ăn người lớn nha. Cái thằng này á, nó nổi ngay chân cái bến của thằng này nó đâu có biết, cho nên xuống tắm. Nó xuống nó tắm rồi đó ha, là nó chưa có hay con sấu nó rề lại mà con sấu nó nổi lại, nổi cái lưng có là đà chứ không phải là nó nổi phình luôn nha. Lại vô nó chích cái thằng này rồi, là ở xóm nó chưa ai hay thì nó ăn rồi. Mà khi nó ăn á, không phải là nó nuốt nguyên con, nó không nuốt nguyên con đâu, nó cắn từ tay, từ giò, từ đầu mình thì nó cắn đứt ngang. Nó cắn đâu phải mà nó nuốt, mình nói nó mà xấu nó nuốt người ta, không phải nuốt, nó cắn nó giật rồi coi mừng, nó từ khúc khúc nó mới nuốt. Xé ra. Nó cắn cái đứt ngang mà cái bù răng của nó. Mà sao thằng này nó đi tắm mà trong nhà phát hiện nó sao lâu quá mà sao thằng này không lên, mới trên bờ xúm nhau mới la tưởng đâu thằng này nó chết chìm, ai về con sấu nó cũng còn ở tại đó mà nó nổi nó phình lên, thì nghi ngờ con sấu này nó ăn ăn thằng này. Mà chú ba cho con hỏi là con sấu nó từ đâu mà nó đến chú ba? Thì nó bây giờ mình cũng không biết nó ở đâu đó. Lềnh đềnh trên sông vậy ha. Nó ở sông vậy đó, rồi nó là đà đà trên mặt nước vậy đó, chứ nó bây giờ mình không biết nó là ở đâu mà nó lại đó. Cái thời gian mà lúc mà câu chuyện xảy ra tới bây giờ là khoảng bao lâu? Ở 3 4 năm rồi, 3 4 năm rồi. Nhưng mà con sấu đó, nhưng mà người ta đánh giá là con sấu người ta nuôi nó đi cho nên nó mới ở đó, thành ra đó ha. Rồi mới là xưng hô đi báo công an bắn bắn con sấu chết mấy trong linh. Mà con sấu đó nó khoảng chừng 200 kg à, nó 200 kg rồi mới bắt đem lên, mới là cưa máy mình nè, đem lên bờ đó rồi lấy cưa máy mới đập đập cái bụng nó đó, banh ra rồi banh ra rồi đó, rồi có người thập tay vô ta lấy từ từ bàn tay bàn chân rồi mình, là lấy từ khúc khúc chứ không phải là mấy ông làm thịt ăn bằng chia Làm thịt luôn. làm thịt luôn. Bởi vì cái da của nó đó mấy ông lấy cưa máy mình ha, mấy ông gọc gọc lột da đó chứ không có dao mát nào mà thọc vô mà làm được đó. Rồi cho nên là bây giờ như là người ta nói đó, là bởi vì xấu này xấu nuôi nó đi, nó xúc chuồng nó đi cho nên xuống đó nó nằm đó rồi nó ăn ăn thịt người ta thôi, chứ còn không phải đời xấu thiên nhiên, không có xấu thiên nhiên đâu, xấu thiên nhiên là không có còn. Nhưng mà cái thằng thợ lặn á, nó báo là tại cái dầm nao này nè, là đầu trên á, nó nói còn một con. Còn một con đó nó khi ban đêm đó ha, để ý đi. Mình khả nghi nó là cây gòn thôi, cây gòn trôi á. Nó nổi đình mình là đà đà dưới á. Mình nói là cây gòn, nhưng mà cái thằng thợ lặn đó đó, người nhái đó nè, nó lợi. Nó không có dám rơi gì mà người nhái được hết. Đâu có dám. Vì nó có điện. Thì nó nói là nếu cô bác nó tới nhường nó lên, nó nói cô bác cẩn thận ở đây còn con sấu, chỉ còn một con đó thôi chứ không còn con nào nữa hết. Nên ra nó dặn nên bằng đêm đâu ai dám xuống đây tắm. Còn mấy ông văn lưới văn câu đồn kia nọ đó là ở trên ghe không à, chứ đâu có dám. Rồi còn nghe là một ông kia ông văn lưới ông lội xuống, ông lội xuống nó đẩy ông hết cái giò. Vì bây giờ ông xuống á, thì ông cái tay ông còn vịn be be ở Mới dưới cây nốt. mới có thọc mình xuống hả? Ông mới tuột xuống nhưng ông còn vịn trên cái hai tay ông vịn trong ghe. Ở dưới là làm cái hực. Rồi trong đó cái ghe đó là đi 2 3 người chứ không phải một người, đi giăng lưới là đánh lưới là từ 3 4 người không à. Mới nắm lôi ông la làng lên, nắm ông lôi lên thì cục khuynh cái giò rồi. Trời ơi. Tới gây chân bắp đùi này rồi, rồi còn ông còn có giò một mấy đó rồi thôi bỏ lưới chở ông đi nhà thương, nhưng mà bó băng bó ông lại rồi mới biết chỗ đó bây giờ vẫn có, nhưng mà bây giờ số đó nó cũng không còn nữa rồi, nó hết rồi. Còn cá mập á dữ lắm, ở khóa dầm nao là cá mập nhiều lắm. Ngày xưa là những cái con thú lớn rồi nhiều lắm hả chú ba? Hồi xưa đó mấy ông kể lại, mấy ông kể đó,
thì mấy ông chết hết rồi. Mấy ông nói đó, cá mập đó, cũng như cá mình nuôi trong hầm vậy đó, cũng như cá giòm nuôi vậy đó. Vì ai dám xuống sông nữa? Đâu ai dám. Mới nói bằng đêm đó ha, bằng đêm là nó táp đó ha. Cảng 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 là vòng vòng cái phá dầm nao đó, từ dầm nao đó xuống dài dài dưới này. Nó xuống gần khoảng nửa chặng mà Bình Ý là, nhưng mà đa số nó bùi vô trong cái nước sấy đó nhiều. Đó, 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 đó vậy, cái nước mặn không biết có không chứ còn hồi đó ở đây là nước ngọt không à. Cái hình thù nó như thế nào? Con mà cá mập hả? Dạ. Thì con cá mập nó, cái hình của nó đó là nó bự lắm nha. Nó nhỏ lắm là nó cỡ một ôm vậy nè. Mà cái hình thức của nó đó cũng như là con cá mà dồ mình vậy đó. Mà cái miệng của nó dữ, miệng nó lớn lắm. Có thể là nó ăn thịt mình đó ha, là nó nuốt nguyên con không đó. Chứ nó đâu có cắn. Cái họng nó bự lắm. Cái họng nó bự vậy đó. Nhưng mà cái mình, ví dụ như cái mình nó nhỏ ha, mà cái đầu nó lớn hơn cái mình đó nữa. Nhưng mà mấy ông, lớn mấy ông kể đó ha, giờ muốn bắt nó, là mấy ông mà thầy hồi đó đó, muốn bắt nó biết làm sao. Bí mà bí đao mình nè, mấy ông nấu cho thiệt chín, cho thiệt nóng ngang rồi bỏ xuồng mới bơi ra. Bơi ra rồi thì cứ mà liền liền xuống lại dưới nó làm cái cốt một chút xíu nổi. Bí cái bí nó còn nóng, nó mới gãy xuống rồi nó dứt liền à. Nó nuốt vô bụng nó luôn à? Nuốt luôn rồi, gần chút xíu rồi mà phịch bụng lên nổi. Là nó nhỏ lắm đi nữa là từ 100 kg lên là nhỏ. Hồi đó mấy ông nói cá mập ở đó đó là nói xuống sông tắm không ai dám nữa. Mà cái thời mà lúc mà tôi qua bển ở bình trên Bình Thủy là năm 70 đó ha, là cũng còn rai rai, cũng còn rai rai, nhưng mà cái ăn thịt người ta thì mình chưa có nghe, chưa nghe. Nhưng thời gian sau giết rồi cũng tiêu hết. Hồi trước con có nghe một cái ông cụ kia ông kể chú ba là cái đoạn sông Dầm Nao đó là cá mập nó nhiều, là cái người dân mà đi ghe thuyền đi thương buôn đó, mà có mấy đứa nít mà nhỏ nhỏ nó đi ỉa rồi mà họ lười, họ không có múc nước lên á, họ lấy cái cầm hai cái tay họ đưa xuống dưới nước dạo qua dạo lại đó, nó hốt rồi dở lên là còn khúc trên nữa mà. Hồi trước theo mà nghe kể hồi trước đó nha, là cái sông cái này nè nó nhỏ, ví dụ như cây tre mình trồng cặp mé vậy đó, nó ngã qua bên kia là có thể mình đu qua được, nó nhỏ vậy đó. Mà ở dưới nước nè, mấy ông nói cũng như là trong hầm cá dồ vậy, nuôi như cá dồi, cá mập này nè. Đó. Mấy ổng nói đây, nếu cái vụ mà nếu ông nào mà mình đu mình đi ngang qua được đó, thì sẽ quốc cái cảng rồi rồi. Chứ lúc con có nghe nói là mấy cái người mà hay đi đào kênh ở trên vùng trên đó, là đi về ban đêm trốn về lội ngang sông là cũng bị lụm luôn hết. Đây đây kể tới là cái kinh Vĩnh Tế, là cái kinh Vĩnh Tế đó biết không? Yeah. Có nghe tên cái kinh đó không? Yeah, có. Thì mới bắt cái dân Mỹ hội chợ mới gì đó, rồi đó là chầu tay chọc khắp chứ không phải chầu bây giờ, mới bắt mấy mày đi đào đào là đó là cái sông đó đó, cái sông cái nó nhỏ, nó cái cây mà nó ngã hai bên gì nó đu qua được nè, mình đi trên cây đó được á. Rồi ở dưới này ha là nó lự con hết, rồi cũng như con cá dồ mà mình nuôi trong hầm vậy đó, lớp xấu lớp cá mập, nó có hai thứ đó thôi. Mà mấy ông kể nếu ông nào á vững vàng mà bò qua được thì đi qua luôn, còn nếu mà bò không được mà chợt giò rớt xuống dưới rồi đấy thì đuốc rồi, nó súng lại nó ăn cũng như là đồng tông nó bù. Mà mấy ông nói đó, trời, hồi đó cá mập quá dữ, thì cá mập nó dữ lắm mà. Mấy ông nói cái bằng nói bây giờ mấy ông nhắc mấy ông nói thêm đó, là cũng như là nếu mà cái hầm cá dồ mình nuôi sao là được, là cá mập nó ở vùng đó nó vậy đó. Là bởi vì cái đó là hồ trầu tay trầu pháp nó bắt dân mình đào cái kinh Vĩnh Tế đó, vì đào không nổi mới trốn về ban đêm ấy. Trốn về ban đêm mới về xứ về nhà, rồi ông nào về nhà khỏi thì về nhà, không khỏi thì rồi đi, thì cá mập nó quất hết thân. Mà đó là cá mập nó đang đói, nó khao khát. Thì ở cái sông Dầm Nao đó ngoài cá mập ra còn có cá đuối cá hô gì nữa không? Thiếu gì đủ thứ cá. Cái hô mà cái loại mà lớn trời nhất ơi. Là khoảng bao nhiêu ký chú ba có biết không? Nó cá hô mà là lớn nhất á là từ cái giá là nó 200 kg.
Bây giờ hiện giờ ở đó bây giờ là có người ta báo là còn có hô khoảng chừng 100 kg. Bởi vì nè, ở chỗ Dầm Nâu mà phía trên á là mấy ông dân lưới cá hô nha, là cái chỉ đó, cái chỉ nó bằng chiếc đũa mình đó, bằng chiếc đũa rồi đó, mà đương là mặt nó phải từ là ba tấc, Ba tắc mặt ha. ba tấc mặt, thì mấy ông thả ngang vậy đó, ở đây nó xuống không phải mà nó đâm vô trong cái lưới đó đâu, nó quấn, đâm vô rồi nó quấn, cái dạo của nó dài. Lộn. Thường thường đây nè, tôi chở hoài rồi, lúc mà tôi ở Bình Thủy là tôi có chiếc xe, tôi chạy xe lôi đó, là bằng hàng á, mua rồi đâu ngay cái xe lôi tôi là chở là để là giáp không có người ngồi đó, là chở thường hoài. Chở cá hô hả? Đã Nó dăng lưới dính đó, ha. Hồi đó chú ba có ăn cá hô bự chưa? tiền đâu ăn. Cái loại đó nó mắc tiền lắm Mắc nha. tiền lắm, nó mắc mà còn không theo mình nữa. Bây giờ một con á, mà cái hô đó nó bắt được ở đâu, đâu có bán ở đây đâu, nó đem về Đông Xuyên với thành phố. Cũng như thịt bò mình vậy Thì hả? ra sạch, nếu cá nhỏ thì nếu cá nhỏ thì kể như cũng ăn thường, chứ còn nó bự quá là không có, chưa ăn, Hàng trăm ký chưa có gớ hả? chưa chưa đó, mà cỡ chừng là 10 ký, mỗi ký là có thường ăn. Là bởi vì đó là mấy ổng mà nuôi hầm á, rồi bắt được cá nhỏ đó không thả Rồi mau bây lớn. giờ là con cá hô nữa, nó đưa vào danh sách đỏ luôn rồi. Nó thì đây coi như cách năm nay nữa cũng có khoảng chừng là cái như 10 năm đi, là cá hô còn nhiều lắm, là mấy ông bằng hàng bây giờ đó, có mình chỗ tôi đó là có xe thôi, tôi đó tôi 2 chiếc xe lôi lận, rồi mấy bà bằng hàng chạy xe đạp qua kêu. Bây giờ mày qua bển mà chở xe chở mà cá hô ta đi xuyên, rồi đó là đi nữa đường xuyên không à, thì con cá hô đó là thể như nói là để giáp cái xe luôn, Của nó ăn thịt ngọt dữ nó ha. sớ đỏ tư à, mà nó sấy tròn vậy đó, cái sớ của nó là con cá đó. Mà người chỗ hay rồi xong mấy ông không có con cá nhỏ nó không ngon bằng con cá lớn, cá nhỏ mà có khoảng 10 ký 10 mấy ký đó là cũng có người ta bằng thịt ta ăn, bằng cá lớn không ai dám ăn. Rồi con hiện tại giờ là con cá hô có khoảng tầm 2-3 ký con có ăn chứ 10 ký con chưa thấy. Có thấy rồi nhưng mà chưa có ăn. Đây nè, là cái chừng 2 3 ký 4 5 ký á, thằng này ăn thường hoài à. Bị hồi đó là nó nhiều lắm, cũng như người ta nuôi hầm á, rồi bắt được cá nhỏ cá bằng tay này thả mau lớn lắm, giáp năm là tự giá là 7 8 ký 9 10 ký. Con có nghe nói hồi đó mà cái ở bên hai bên sông á, bên Bình Thủy với bên Mỹ Hội là hai bên đó có nhiều cái người mà chuyên đi đánh bắt cá hồ lắm chứ ba. Mà nếu mà bắt được con cá hồ là về là sắm được cây vàng đó, ta nói á. Thì bây giờ đa số là mấy ông mà lưới cá hô, dân Vàng lưới đó. cá hô á chỉ mới bắt được nó thôi, chứ không có dân câu dân gì được hết á. Nhưng mà bây giờ cái nghề đó chắc cũng dẹp luôn tại Bây giờ vì giờ hết không rồi, bây giờ có đâu cá còn nữa. hết, không còn. Một phần là cá ở trên biển hồ này kia không có về đây được Không nữa. có gì à, nó đâu có đi khỏi được cái Nam Giang đâu, ở trển nó chặn nó bắt hết rồi. Chưa qua cửa khẩu Châu Đốc nữa là bắt hết rồi. Nó bắt hết rồi. Vì cái nước gì mà nó có lên nhiêu tiếng à, cá hô thôi đừng nói, cá hô với cá mập đó, nó lừ con luôn. Nước ngoài ta còn Có bảo ở tồn. nước ngoài á, Có nhiều người khi mà mình nói ở sông Dầm Nao á, con nhiều người á chú ba, khi mà nghe nói về sông Dầm Nao mà có cá mập là người ta không tin. Ta nói làm gì mà sông Dầm Nao mà có được cá mập được. những cái người không biết, không biết thôi, chứ bây giờ nói các loại cá đủ thứ cá hết, chứ không có nói một thứ. Mà người ta dân câu sông nè, cá sát, cá bụng, cá dứa gì đó, nó đủ thứ hết, rồi cá bông lau, rồi cá hô. Cá hô là chỉ dân lưới thôi, chứ không có bằng gì bắt được nó hết. Bây giờ câu dân thì sao được, Cá chèn, cá leo, cá ở lăng, đó cá là hét thôi đồ. chỗ đủ thứ, đừng nói mà đó, trà đó hen, mà chắc rồi đó, chắc bên Bình Thủy bên đây thôi, bên Sếp bên đây nha, trà đó chắc á, dở một đống trà đó hen là tự giá 1 tấn cá tính đi, còn tôm thôi đừng nói tới. Tại vì những người đó còn nhỏ tuổi cho nên không có biết, Con nhỏ không tụi không tin. chừng chưa có đẻ nữa, rồi nghe nói đợi rồi không có biết. Con có nghe nói con cá dầu cờ là nó hung dữ lắm hả chú ba? Thì dầu cờ đó cũng như con cá mập vậy thôi, Khi mà nó đi trên sông là nó đưa cái cờ nó nó lên hả? vươn, cái cày trên á, vươn cày trên đi, cũng như là kêu đặt nó là cái cờ đó, khi mà nó ví dụ như nó lội trên mặt nước, mà nó đâu phải nhỏ đâu,
nó tự giá là 50-60 kg, 100 kg chứ sao phải, nó nhỏ đâu. Thì coi như anh đi tới đâu là nó lội tới đâu là cái cờ dựng đứng như anh không có xét. Coi như là mình nói ra chung mấy ông cố ông sơ của mình là sống về cái nghề đó, nghề cá, cho nên mấy ông thấy, mấy ông biết, và lúc đó nó có, nó nhiều, và cho nên mấy ông biết, mấy ông mới truyền lại cho con cháu. Người con cháu ấy, nhiều khi không hiểu, không biết, nó không có, nó dốc. Tôi mà nó dốc rồi. Chú ba năm nay là 77 mấy tuổi rồi. À, bây giờ mình có thấy được con cá mập chưa chú ba? Cá mập thì mình không có thấy đâu. Cái thời chú ba mà còn chưa thấy được. Ừ, chưa thấy. Bởi vì con mấy ông lớn, mấy ông kể lại thôi. Mà nói cá mập á, là hồi đó đó, đi văn câu là văn câu, chứ không dám xuống sông. Mà nó táp cũng như là cá lóc mà nó ở trên đồng, mà nó táp rầm đùng vậy đó. Thì cũng như nó táp ngồi, nó táp ăn cá nhỏ. Thì con cá này nó ăn con cá kia. Hả? Chắc cỡ khoảng hàng 8 rồi mới biết được không chú ba? Ừ, cỡ đó đó thì mấy ông cũng nghe mấy ông xưa lại nói lại thôi. Chứ còn mấy cái ông bây giờ hàng 8 bây giờ mấy ông cũng thời đó cũng hết rồi, hết cá rồi. Bây giờ là người ta nói là giờ ở tại Dầm Nao đó còn một cá đuối, nó cỡ lớn hơn chiếc đệm mình nữa mà không bắt được. Bởi vì nó đi á, con cá đuối nó đi nó đi sát đất, sát đất mà nó dẹp đó, đi sát đất kìa. Vì cái hai cái bơi của nó đó cà nhép vậy thôi, chứ còn là nó không có đi khơi. Mà mấy ổng nói là tìm được là nó con cá đó cỡ bằng chiếc đệm, là trên 100 kg con cá đuối đó mà bắt không được. Dạ. Mà bây giờ không biết còn hay không. Thì đó thì con cũng có nghe một ông lão ở cồn Mỹ Hòa Hưng đó, ông ừ. làm nghề thợ lặn, rồi ông cũng có kể là ông thấy được cái con cá đuối 300 kg ở trên có. Mặt sông Cái mình. Ừ, có là đúng 300 kg luôn. Có, bây giờ cá bự đó là đa số là ở bên sông Cái. Dạ. Còn, ông sông Cái không à? Còn cá dồ cờ là ông nói là 400-500 kg là ông cũng có. Ơi, cái đó là cũng như hồi xưa hồi trước. Dạ, còn thời đó mình chưa có đâu, mình chưa có đẻ mà ông già mình chưa có nữa. Dạ. Thì đến đây con và anh Thanh kênh vùng Thanh vùng Bảy Núi thì cũng xin cảm ơn chú ba rất là nhiều, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi kênh. Thì con và anh Thanh xin phép chú ba và quý khán giả là sẽ kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.